cây của cô ở bên Mỹ á. Linh xin mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Lại đưa cả nhà đi vòng vòng Sài Gòn nữa nè. Thì đi một vài nơi ăn uống. Hôm bữa đó thì Linh thấy có một cái nhà hàng này đến đây ăn, nhưng mà không có dự ý lắm, cho nên là không có nói rõ về cái nhà hàng. Nhưng mà tại vì cái video này Linh muốn làm để kỷ niệm gặp gỡ bạn bè, và trong nhóm của Linh ở đây cũng muốn coi lại những khoảnh khắc mà đi chung với nhau, thì Linh sẽ làm cái video này để cho mọi người cùng coi và sẵn đây chia sẻ với mọi người luôn nha. Bây giờ mời cả nhà cùng theo chân Linh Kelly đi một vòng Sài Gòn nha. Hai con trời giống bố Hùng quá chừng luôn. Đây còn trẻ hơn phải không, đẹp hơn đấy phải không? Dạ đó. Đi đi con. Mai gặp em họ và người bạn lâu năm. Hello hello, đi vô cái chỗ này là quán bò nướng. Dạ dạ, vô đi. Em gần nhau đi. Gần nhau. Ăn chỗ này nè cũng ngon nè. Dạ. Lên lầu phải không? Mình lên lầu đi. Không có về, không về không được đâu. Ổng nhiều thứ phải lo lắm. Với lại nóng quá, ngồi đi. Nóng quá chịu không nào. Ngồi đi. Được không? Giờ mới chở 1 2 3 4 5 10. 10 hả? Thêm 2 cái nữa là 12. Thêm 2 cái nữa là 12 đủ rồi. 12 người phải không? Thêm 2 cái ghế nữa. Đây là Hương, một cái người bạn lâu năm á, mới gặp lại. Mình biết nhau cũng như ta cũng được 20 năm nhé. Wow, 20 năm rồi. Cô giáo của Linh đó dạy tiếng Anh. Đúng là một cái nhịp cầu nối cho Linh và ông Phan gặp nhau, giống như là nhờ đó mà những cái ngôn ngữ mà ha, hiểu không, nói chuyện mới dễ hiểu nhau hơn là đây. Nàng dạy cho Linh từ câu tiếng Anh đó để mà nhờ việc cũng cảm ơn Hương nhiều. Trời ơi, đâu có, đó là cái duyên của chị em mình chứ. Lâu được lắm. Biết duyên Linh là dễ thương. Mấy đợt trước có về, nhưng mà tại vì Linh ở dưới quê đó rồi công việc gấp quá, không có lên Sài Gòn thường. Rồi thôi để dịp khác, cứ nghĩ là thôi để hẹn lại. Rồi cái cuộc lại cũng gặp nhau đúng không? Đúng rồi. Không có muộn. Không muộn. Dạ. Rất là xúc động, tại vì thật sự ra khó quá. Đúng rồi. Chị thì ở xa, em thì ở bên này. Cái cơ hội con cái nhỏ nhắn, chị thì công việc chắc khó lắm. Nhưng bây giờ gặp nhau là vui. Đấy gọi là cái duyên. Đúng là cái duyên ha. Nhưng mà có nghĩa là bọn mình cũng luôn nhớ về nhau. Mặc dù là xa lắm, nhưng mà em vẫn nhớ về nhau. Mình ăn dài món thôi phải không? Rồi rốt cuộc mình đi ra chỗ khác đúng không? Đúng rồi. Ở đây đi qua bên Biển Dương, Biển Tri Phương. Biển Dương, ok. Xui không ăn được cái món này. Nay có cô Tiên ăn không được món này phải không? Thôi mình chiều đi. Mình ăn, mình lỡ kêu rồi mà vô đây mình trú mưa đi anh Hùng ha. Để ăn xong vài món đi, mình ủng hộ ta đi. Rồi tiếp tục với mình đi. Đúng không? Đây là cái món nướng Hàn Quốc nè. Hai set em, phải hai set mới đủ nha. Dạ đúng rồi. Đi con. Mọi người đi tìm cái quán ăn ở Sài Gòn vào buổi tối mà một số quán nó đóng cửa rồi, tại vì cũng nhớ mang máng là cái quán Lương Sơn ở đường Lý Tự Trọng vẫn còn mở. Đến đó rốt cuộc là họ đóng cửa rồi. Kế bên có cái quán ăn Hàn Quốc á,
Xong rồi mọi người vô đó định là ăn thử với lại trú mưa luôn, mà rốt cuộc lại làm cho mọi người thất vọng là cái quán này nó quá mắc đi. Ăn có một món thịt ba rọi nướng dài dài lon bia với lại một phần cơm mà họ tính tổng cộng là hơn 4 triệu đồng Việt Nam đó mọi người. Cho nên Linh không có dám giới thiệu cái quán này. Bây giờ mình đến một cái quán khác. Cái quán này thì thật là tuyệt vời luôn, quá ơi là đồ ăn nhiều và những thứ hải sản rất là tươi sống. Bây giờ mời cả nhà cùng đi theo Linh để ăn tối. Nhà hàng Biển Dương này nó có rất là nhiều chi nhánh luôn mọi người. Thì Linh đến cái nhà hàng này nằm ở trên đường Nguyễn Tri Phương. Hello, hello. Linh xin chào cả nhà. Hôm nay đến một cái quán này bán hải sản rất là nhiều luôn. Họ bán những cái con hải sản rất là tươi sống. Vậy mới được. Rồi. Ăn như vậy mới ngon nè cả nhà, đó đủ thứ món này ha. Đó là đâu thấy là có một tinh thần liền, tự nhiên đói liền đúng không? Thấy là đói liền á. Đi lên lầu nhà hàng Hải Dương để mà ăn tối. Hồi nãy cái nhà hàng kia rất là ghê luôn á, Linh không có dám review luôn á. Cái chỗ đó hả? Bị chém mà nó không có ngon gì hết trơn á. Mà tại vì mình đi trú mưa, mình bị vỡ cái bạch cho nên là đến đây ăn. Rồi đây là một không hả? Đây là mấy ta? Rồi. Xưa nó không còn phòng là còn karaoke đúng không? Hết phòng có karaoke. Từ từ đi cái này, anh ta đi thì mình tính. Dạ vậy bây giờ xuống dưới ăn tạm với lại ở đây nó cũng cùng tính tiền với hội em. Ok. Dạ. Ăn ở dưới khi nào còn trống hả lên. Ở chỗ này chắc hát không hay đâu. Thì tí xíu mình về rồi ăn lên. Thôi đi, không hát gì chả hát. Về nhà hát hay hơn, không cãi đi, hỏi đi. Dạ, ok, tiền ra với chị đó. Đó. Đi ăn nhậu là ngồi vầy nè mới đúng nè. Đó, đâu bàn lại ngồi vậy mới vui. Ăn nhậu ngồi vậy mới vui. Cách mình có cái bàn này ngồi nó không vừa. Gom lại đi em, gom lại. Thì mình vô đi, vô cái gọi là cái gì? Chào bạn. Chờ đây, chờ đây, chứ không biết. Bia gì? Lấy cái bia đâu? Ủa vô. À, chào bạn cái đi, chào bạn, chào họ, cái đi. Rồi, chúc sức khỏe, chúc sức khỏe. Đồng nhậu luôn kìa. Chả giò Biển Dương. Đây là chả giò Biển Dương là cái loại đặc biệt ở đây á. Chả giò Biển Dương. À, đặc sản này đúng không? Đây là cái món chả giò Biển Dương nha. Đây. Rồi rất là nhiều món. Rồi ăn đi con, tự nhiên đi con. Rồi đây anh đang nóng nè. Rồi tự nhiên. Nóng thế hả? Bình chưa? Em từ lên. Thử cái món này kìa. Cái món chả giò Biển Dương. Đồ quá, bốc nè.
So ra với cái nhà hàng đầu tiên thì cái nhà hàng này đồ ăn quá chừng nhiều luôn, gọi cũng cả hơn 10 món, tính cái bill ra thì khoảng hơn 4 triệu thôi cả nhà, rất là rẻ. Mọi người ai ăn cũng no hết trơn, còn phải đem về, năn nỉ bạn đem về để ăn phụ nữa. Chị review cho xong rồi á, muốn là YouTube cái mà người ta đến ta ăn á, chị review cho. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ thank you em nha. Ok. Bye bye. Lấy cái bill chưa? Ok đó, dừng bay. Bây giờ mọi người ra xe đi về nha. Ok, bye nha. Bye, rồi gặp sau đi. Cái gì sắp xếp tới 23 nha. Ok. 23, ok. Rồi, rồi, cái gì? Em kêu xe về phải không? Ờ, em đang chờ xe. Ok, thank you. Bye. Bye, cưng, bye, 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 bye. Sài Gòn này buổi sáng, họ bán đồ ăn sáng, nhìn thấy cái thích ghê, có bún riêu này ha. Cái này cái xe đẩy nè. Này bán cái bánh mì. Bánh mì phải không? Bánh mì. Đã ăn giặt buổi sáng nè cả nhà, cũng vui. Rồi đây là cái quán cháo lòng kìa. Cháo lòng hả? Cháo lòng không? Không gì? Đây là bún gạo xào, bán ngoài đường vậy nè ha. Bún gạo xào. Xào. Rồi đây xôi mặn. Đi ngoài đường nguy hiểm quá. Sớt cái xong xôi mặn nè. Đi kiếm hủ tiếu ăn. Rồi hủ tiếu Nam Giang nha. Tới Nam Giang đường này là đường cái 3 tháng 8. Nhân quán hủ tiếu Nam Giang. Rồi ông ta nó tấn mình nó sợ lắm. Tiền đi đâu có dám ra đụng đâu. Đây. Dạ, chị Linh về nước thì em không có biết chắc ở đâu, thì em cho chị lột bộ ông ăn nửa cây số cho chị ăn một đứa Nam Giang thôi mọi người. Tới Nam Giang hả? Thì quậy bữa đi, mai mình đi tiếp nữa, tiếp tục cuộc hành trình ngày mai là đi về Trà Vinh, tắt tiếng luôn nè, đó chưa, nghe cái giọng chưa? Chị ruột của em đó mọi người, chị ruột mở ca ly với mọi người. Chị ruột. Quá quen chỉ 4 năm nay rồi mọi người. Biết nhau từ trước. À, bây giờ á. Thấy. Hỏi tiếng thôi, cái này là ở đâu? À, gì đó có bao lâu rồi? À, nhân quán. Chị bạn đi chung nè. Coi chui chở đi, đi đâu thì em chở đi. Cái này mua xôi chị thấy không, chạy vậy đó không có nó nguy hiểm nha. Đi bộ cũng dám đi đó, dạ thiệt. Lạng quá trời. Nó bán xôi ngoài đường như thế này nè. Có ba màu hả? Có hai, mấy phần cho anh Hùng nữa ha. Cái này hơi chị. Ừ, hết rồi hả? Còn giọng em thì đâu có. Cái này cây thì của người ta đó, em chị chị đó. Ảo vừa vậy đó hả? Dạ đúng rồi, vừa vậy nè. Chỉ là ảo vậy nè. Rồi có muối mè. Đây là muối mè ha. Rồi có 3 4 loại luôn. Đậu phộng. Đúng rồi, thịt, bún mè. Không biết như thế. Sai à, hết đậu rồi, chỉ ăn nào em không ăn. Có hơi giò ha. Hơi giò. Nè có tiền nè. Không. Quà ăn dành tả không? Không xíu không? Thần nhiêu? Nhiêu hả chị? 15 triệu. 15 ngàn.
5 ngàn tôi nghĩ là khoảng 7 cent á. Rồi, thôi, hộp thôi. À, 2 con chị. Một hộp á, xong cái này là 15 ngàn tiền Việt Nam. 15 ngàn, à, một đô thì nó 22 ngàn. Mọi người trong nhóm của Linh chuẩn bị về Cần Thơ thì trên đường về có ghé cái nhà hàng resort Mekong ở Tiền Giang đó mọi người, thì đến đó ăn trưa. Bây giờ mời cả nhà cùng tiếp tục theo chân Linh Kelly đến tham quan nhà hàng Mekong nha. Hello, Linh đang ở cái nhà hàng Mekong. Shop này á thì từ đoạn đường thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ thì nó nằm cũng khoảng đi giữa đường á, chưa tới cầu Cần Thơ, thì có cái nhà hàng này gọi là Mekong. Tôi thấy là khách du lịch đến đây rất là nhiều. Hôm nay đến đây để ăn trưa đó, ăn đây lên review cho cả nhà xem luôn nha. Các cô chú anh chị nếu mà ở nước ngoài về á, mình ghé đến đây ha, có những cái mặt hàng bán đồ như là lưu niệm này ha, rồi ăn giặt nè, ăn giặt luôn. Mấy cái chén nè. Ha, dễ thương hả? Đó, đũa. Có đũa thứ. Quà này, quà lưu niệm. À, có mấy cái này dễ thương nè. Có cái này giống như là tặng cho nhau, bánh dừa, bánh thủ thơm lên nè. Có kẹo dừa luôn, có cái gì là cái gì ta? Này là bánh gì con, bánh cơm cháy không? Cái gì bông? Bông. Rồi có bánh cướp, nói chung là đủ thứ hết, mình ăn thì mình cũng có thể mua. Chị nói chị ăn bánh nào? Bánh này trong có viên dừa đó. Phải không? Bánh này không, bánh này dừa trong hả? Dạ. Bánh kẹo dừa. Kẹo dừa. Kẹo dừa. Có quà lưu niệm luôn nè, đây là hộp xưởng, nói chung là đủ thứ hết. Rồi bây giờ đặt bàn. Họ sẽ hướng dẫn cho mình cái chỗ ngồi á, mình muốn ngồi đâu mình ngồi. Đây một cái sảnh lớn này. Có thể là những cái tour mà nó đông người ấy, mình ngồi đây. Còn có những cái nhà nhỏ nhỏ bên kia á, là mình có thể chọn cái chỗ máy lạnh này ha, rồi ít người thì họ cho mình cái khu khác ha. Em thấy ở đây người nước ngoài rất là nhiều đến đây. Chị ở Campuchia luôn á. Chị ở Campuchia hả? Campuchia luôn á. Thì đó. Có nhiều món ăn order nè. Ủa sao không có nhỏ nhỏ? Chưa từ. Gì? Dễ thương quá ha, dễ thương quá ha. Bánh cọt này bánh cọt gì? Bánh cọt hả chị? Đó là bánh cọt của miền Tây đó. Cái nhân gì á? Cái kiểu dễ thương quá ha. Con thịt nó có nước cốt dừa cho anh. Đúng rồi. Tượng trưng ở đây là bánh cọt tôm thịt với nước cốt dừa. Không, cái chị ở gần bánh xèo. Bánh xèo miền Tây nha, xèo Mê Công. Thấy nó giòn giật lắm đó, ba đầu quỷ nữa. Cái này lá gì ta? Cái lá gì nè? Lắm ba đầu quỷ này nó mới thích ăn. Ai ăn ăn đi. Như là lá sồi. Lá sồi hả em? Dạ. Lá sồi non, đọt sồi. Đọt đó, đọt cóc. Đọt cóc. Đọt cóc. Dạ. Ồ, cái rau ha, đặc biệt ở đây tượng trưng ở đây ha. Thấy có không? Đọt cóc. Đọt cóc này lá là lá gì? Đừng hỏi em nghe, em có tài. Chát chát. Hình như là Ủa mày đang có lá sồi nhá không? Có lá sồi nhá. Nó này to hơn nè. Nó này to hơn. Lá cóc, đọt cóc. À, bánh xèo phát hiện ra là phải có lá cóc nha. Chua chua đó. Nước mắm gì? Xanh làm tùm lum hết trơn ta. Gửi. Em làm tùm lum hết trơn. Dạ. Anh đưa bánh tráng lên. Bánh tráng cũng ngộ nữa ha. Bánh tráng cũng đặc biệt nữa con. Dẻo dẻo ha. Nè miếng tráng dẻo này nha. Bỏ vô. Bánh tráng này nó cũng dẻo nên là không cần nướng nước. Cả nhà ăn trưa nha ở quán Mê Công. Bánh xèo vịt xiêm, bánh xèo nhân vịt xiêm đặc biệt ở đây mình ăn rồi, mấy bữa nay là bánh xèo thịt tôm này nọ, rồi bây giờ mình ăn bánh xèo vịt xiêm nha. Biết không?
cái tái bự là sao là nhiều tiền hơn à, dạ sao? 189.000 một trái banh tới đây. Trái banh. À. À, trái bự là bự tiền, trái nhỏ là nhỏ tiền. Đúng rồi. Ok. À, Linh thấy cái anh này đang chiên cái trái banh này nè cả nhà. Này gọi là cái gì anh? Dạ, cái này gọi là sao chiên phồng. Sao chiên phồng nha, thì dạ, cái cục sâu như vậy phải không? Dạ, đúng rồi. À, cái cục sâu. Anh giờ tròn tròn phải không? Dạ. Tròn tròn xong bắt đầu bỏ vô đi mình chiên. Mà trong đây là có chất dầu rồi cho nên là nó không có quến lại hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Yeah. Không có bị khô. Khô. Cứ bỏ vô chiên vậy thì nó phồng lên. Dạ đúng rồi. À, ok. Gọi là nếp. Nếp. À hả? Rồi mình sai nhuyễn hả anh? Mình trộn cái gì? Mình trộn cái gì nữa? Cái dầu ok. À ok. Cái chảo phải nóng thật nóng ha. Dạ cái này trồng 108. 108. Ừ. À cái nhà thấy không? Ảnh chiên như thế này á thì ăn thua cái cục lớn nhỏ để sẵn về, thí dụ là khách order bao nhiêu người thì mình lấy thua cái kích cỡ đúng không anh? Dạ. Dạ. Ví dụ như 4 người thì mình lấy cái trái nhỏ hơn, hoặc là 8-9 người thì lấy trái bự hơn, hoặc là 2 trái mới đủ ăn. Đó. Muốn review cho mọi người thấy á, để đến đây giới thiệu cái chỗ này cho mọi người khi đến đây du lịch mà không biết chỗ này địa điểm để ăn uống đó, thì hôm nay giới thiệu đến cả nhà nha, quán nhà hàng Mê Công. Cái khu sân vườn rất là rộng, lý tưởng, mát mẻ và có những món ăn đặc sản ở đây. Linh thấy cái anh này anh chiên cái trái này thấy hấp dẫn quá, cái quay cho mọi người coi đó, nó phồng lên vậy đó. Rồi rưới dầu lên ha đó. Ở trên nó phồng nhưng mà ở dưới thì nó vẫn còn cái chất bột nha. Đây nè đó, khi mà mình cắt ra đó thì bắt đầu đè cho nó nhẹp xuống, cái đầu hả kẹp lại cắt cho mỗi người một miếng ăn để biết. Giờ bên ngoài ở trong thì nó dẻo giống như xôi á, xôi chiên phồng. Rồi đây là món kế tiếp. Món thứ mấy rồi ta? Đây là cơm. Canh em qua liền luôn, có lý. Quá trời ngon luôn cả nhà mọi người. Đây. Bữa ăn thật là tuyệt vời. Đến đây ăn toàn là cái món miền Tây không á nha, canh cua đồng với cả nhà. Đó, ai nọ ai kia. Canh cua đồng nha con, canh chua. Lên cái này cái đầu này lên. Nó đó. Đó. Okay. Ít thôi. Mắt mắt cái đầu. Ok chị đẹp, thank you. Thank you chị Ngọc. Ừ. Canh cua đồng nè con ơi. Nè, con gái. Ơi, nó phái cái món này năm với mớt con. Trời ơi nè. Nó đâu á. Con. Nó ước nguyện rồi đó, thành công rồi. Ngon ha, hấp dẫn nha. Cho qua đơn nha. Ăn bữa quá là thịnh vượng luôn á, mà có 2 triệu mấy à? 2 triệu mấy hả? 2.580.000 xuất qua đơn á. Ở đây rất là thoáng mát luôn, rất là nhiều phòng nha cả nhà. Đó, khu này là cái khu nấu ăn này ha. À, thấy cái khu này là cái khu quán bar nè, cà phê pha chế đây ha. Ở chỗ này thì mỗi cái bàn á có để sẵn cái chén thì họ đặt sẵn, còn không thì vô thì mình chọn cái bàn mình ngồi, mình thích ngồi ở đâu mình ngồi, chỗ nào nó thoáng á ngồi. Hello con đi bắt rồi mà. Ok, người ta cho mình cái bảng hướng dẫn nhà vệ sinh này ha. Đó rồi chỗ này cũng có một cái chỗ ngồi nữa nè. Hello. Nhà Đỗ Quyên, mọi cái nhà nó có cái tên ha. Đó. Đây. À, có cái cầu khỉ nè. Cầu khỉ. Có cái phong cảnh rất là thiên nhiên thơ mộng nè. À, cây trúc, cây tre rồi họ trang trí rất là thoáng cả nhà. Đến đây
bây giờ dịp lễ Noel nè, Tết á thì rất là thoáng mát, không có nóng. Thấy là khách du lịch nhiều nha, khách nước ngoài á, các nước vừa đến đây thường là người ta ở đây. Cái chỗ này rất là thoáng mát, sân vườn rộng và có nhiều phòng lắm. Mọi người đến đây ăn xong rồi có thể đi vòng vòng nghỉ mát, ngồi phía sau vườn nè, rồi có nhiều cảnh chụp hình nữa. Đồ ăn thì cũng ngon, làm theo kiểu miền Tây. Linh thấy khách du lịch rất là nhiều, có những cái tour đó đi về miền Tây thì họ ghé đây. Linh hy vọng cái video này đem đến cho cả nhà có những phút giây thư giãn thoải mái. Và xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau ở Việt Nam. Bye bye.